Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taiseki FM. Con trai bị bắt vì đâm chết cha mình. Vào ngày 17, Sở Cảnh sát Ota đã bắt giữ Yoichi Takagi, 25 tuổi đến từ thành phố Ota vì tình nghi cố ý giết người vì cố gắng giết cha anh, người sống cùng anh. Nghi phạm bị bắt vì tình nghi cãi nhau với cha tại nhà vào khoảng 10 giờ tối ngày 16 và định dùng kéo đâm vào bụng ông. Được biết, anh ta bị thương nhẹ ở bụng.